Thỏ này đó là do nó tác động trực tiếp dạng lâm sàng của viêm phổi do virus, thấy không nào? Nó có dạng viêm phổi kẽ, cái dạng phế quản có viêm và cái dạng viêm phế quản cấp. Thì đây tổn thương của đường dẫn khí do trực tiếp do virus, thấy không? Thì cái này có định nghĩa, cái tập hợp các khái niệm vậy đó. Là gì? Là tình trạng mình viêm cái tiểu phế quản mà thường gặp trải viêm 4 tháng và thường gặp nhất là do cái virus hợp bào, ha. Đó là ba cái khái niệm mà thường gặp nhất trong cái bệnh viêm phế quản cấp. Rồi nguyên nhân là do cái virus hợp bào hấp, rồi nãy tôi nói rồi. Tổn thương cơ thể bệnh thì nãy viêm phế quản chúng ta có đề cập tới cái thì thứ nhất thì thứ hai sao rồi. Còn đối với cái lý do cung cấp là do virus, do chúng ta nhớ virus nó xâm nhập trực tiếp vào phế quản, nó gây hoại tử, nó gây tẩm nhuận rồi nó phù nề đó, tức là xâm nhập chủ yếu ở đoạn tiểu phế quản đó, nó vào trong lòng của cái tiểu quản đó, nó gây cái hoại tử cái lớp mà niêm mạc đó, ha, rồi nó phá hủy cái tế bào đó, rồi nó tẩm nhuận cái tế bào đơn nhân ở phía dưới đó, rồi nó phù nề niêm mạc lên. Thì ba cơ chế này nó gây lại, thấy không nào? Rồi thì tổn thương như nãy đó, nó làm phù nề đó, làm tắc cái lòng tiểu phế quản, thấy không nào? Mà khi tắc vậy đó, nó hoàn toàn gây xẹp phổi, mà tắc không hoàn toàn nó gây cái mà ứ khí của phế nang. Tổn thương chủ yếu của viêm phế quản cấp này là tổn thương niêm mạc do virus, nó làm nó hoại tử và nó phù nề, nó tẩm nhuận, nó làm hẹp cái đường dẫn khí lại. Chính vì vậy mà trong viêm phế quản cấp người ta không đề cập tới cột sống chết, không đề cập tới dây chằng dẫn luôn. Dẫn, hiểu không? Thì cái phần này là tổn thương cấu trúc của nó rồi, tiểu quản là rồi, không có sụn nè, không có sụn này nè. Nó không được gặp cái này nữa. Rồi thì chúng ta biết là do virus đó, thì mình làm sàng thường nó một CV hấp trên thôi, tức là nó sốt nhẹ rồi nó vài tiếng rồi sổ mũi, đôi khi nó ăn kém vân vân, thì đó là những cái biểu hiện chung chung của cái mà những CV của hô hấp thôi, rất là mơ hồ. Có số trường hợp đứa trẻ tới giai đoạn này nó lui đi, nó không tiến triển gì hết. Thì lúc đó đôi khi chúng ta cũng chỉ chẩn đoán chung là nó bị viêm hấp trên cấp thôi, thấy không? Nhưng mà nếu bệnh cảnh điển hình của nó thường thường thì nó lại xuất hiện tới giai đoạn toàn phát, tức là thường đứa trẻ xuất hiện cơn ho rồi sau đó là đi vào khó thở, thì ta gọi đó giai đoạn toàn phát của bệnh. Thì lúc đó đứa trẻ thở rất là nhanh, nó co lõm nhiều bởi vì nó tắc nghẽn đường dẫn khí mà, nên thở nhanh co lõm rất ngợ lõm nhiều. À, rồi đến các cơ lưng sườn nó hoạt động co lõm rất là nhiều, nghe phổi có ra nó tắc nghẽn thì dưỡng khí, tức là ngay rành đít, có đạn xuất tiết, có đạn nặng, không nè. Rồi mà khi nó xuất hiện vậy đó, diễn nó cơ chế bình sinh như nãy chúng ta nói, nó tắc nghẽn do viêm nhiễm đó, làm được dưỡng khí nó hẹp lại, là bệnh nhân nó ứ khí trong lồng ngực, nên nó gây khò khè ứ khí trong lồng ngực, không nè. Thì thường cái này đó đứa trẻ dưới 4 tháng rồi nó bị lần đầu tiên, hoặc là khi nó bị lần thứ hai thôi chứ không nhiều, thấy không nào? Chứ là ba bốn lần thì coi chừng nó là hen chứ không phải là viêm phế quản cấp đâu. À, còn nếu lần thứ nhất lần thứ hai đôi khi cũng khó phân biệt, tại vì cái nào nó cũng tắc nghẽn điện khí hết, nhưng mà cơ chế nó khác nhau. Nhưng mà thực tế lâm sàng chúng ta không thể nào chẩn đoán cơ chế nó được, nó chỉ nằm trong bệnh cảnh chung nó thôi. Mà nãy chúng ta nói rồi, cái hen phế quản nhũ nhi thì nó khởi đầu bằng cái nhiễm siêu hấp trên cấp. Nó bổ pin nó có chắc hết pin này nè, nó nhấp nháy nè, khỏi ổ đó coi hả, nóng tôi là có này đó. Thành ra đôi khi cũng rất là khó chẩn đoán, thấy không nè. Chính vì vậy mà khi mà đứa trẻ dưới 24 tháng tuổi mà nó khò khè co lõm ngực, người ta có quyền cho dùng cái test dạng phế quản đánh giá là có hiệu quả hay không. Nếu hiệu quả chúng ta dùng tiếp tục, nghi ngờ nó có là co thắt phế quản, còn không hiệu quả thì coi chừng nó là viêm phế quản cấp đó. Rồi cái triệu chứng khác thì thôi nó mơ hồ lắm. Rồi
Về cả lâm sàng thì do virus mà cả lâm sàng, cái công thức máu cũng chẳng giúp gì. Hiến máu thì để coi mức độ thiếu dưỡng khí trầm trọng lắm hay không thôi. Thấy xoang phổi cũng chẳng có gì điển hình đó. Cái đó những cái phần cận lâm sàng này cũng không giúp nhiều để chẩn đoán xác định, mà chỉ giúp phát hiện coi đứa trẻ có biến chứng hay không thôi, trong bệnh di truyền phong cấp. Như vậy thì hoàn toàn phụ thuộc lâm sàng, phụ thuộc vào cái lứa tuổi đứa trẻ, không nè, phụ thuộc vào diễn biến lâm sàng, ha. Rồi thì chẩn đoán sao đây? Thì các cận lâm sàng không giúp được rồi. Thì thứ nhất là nó khò khè này mấy lần rồi. Nếu thứ nhất đứa trẻ dưới 24 tháng khò khè đầu tiên, ha, cho tới giờ cái quản là nó bứng nó kém, ha, cái xoang phổi là nó ứ khí, thì nghĩ gì đứa trẻ có thể là viêm trụ ăn cắp đó, thấy không nè, hoàn toàn về lâm sàng thôi. Mà nếu như đứa trẻ này cơn hen khí quản cấp lần thứ nhất lần thứ hai cũng không phân biệt được, thấy không nè, cũng không phân biệt được. Như vậy thì nhớ rằng cái chẩn đoán viêm trụ ăn cấp là hoàn toàn phụ thuộc lâm sàng, mà những tiêu chuẩn rất là mơ hồ, chúng ta hệ thống nó lại có thể góp phần nghĩ nhiều tới đứa trẻ viêm trụ ăn cấp hay không thôi, đúng không? Mà thường thường cái diễn biến của nó đó, nó khó thở nhiều, nhưng khó thở nó không đi đâu với tình trạng nhiễm trùng, tức là đứa trẻ thở co lỏng khò khe vậy đó, nhưng mà nó vẫn tỉnh táo, nó vẫn lanh lợi, mình tới nó quan sát bình thường chứ không phải đờ đẫn như mấy đứa trẻ nhiễm trùng. Đó là cái khác biệt để mình giúp nghĩ đứa trẻ viêm trụ ăn cấp. Cái thứ hai là nó khó thở vậy rồi, em can thiệp cỡ nào đi nữa thì 5 tới 7 ngày sau nó mới giảm dần thôi, chứ nó không giảm trong vòng 24 giờ. Dù em cho kháng sinh hai loại, em dùng corticoid đường toàn thân, em dùng khí dung mà mỗi giờ đi nữa thì nó cũng giảm dần dần, mỗi ngày giảm ít ít ít, tới ngày thứ 5 thứ 7 thì nó giảm rõ rệt. Thì đó là cái đặc tính diễn biến lâm sàng của một cái mà viêm trụ ăn cấp. Tức là tất cả những yếu tố đó chúng ta tổng hợp lại để đưa ra bệnh cảnh có khả năng đứa trẻ viêm trụ ăn cấp hay không. Rồi, có tiêu chuẩn gợi ý, tiêu chuẩn gợi ý thì phải cho nó xác định nha. Thì đối với trẻ mà dưới 24 tháng, dưới 24 tháng mà nó khò khè cấp dưới 3 ngày, nó biểu hiện của nhiễm siêu hấp, rồi nó khó thở, nó bị lần đầu tiên, thì trong gia đình đó, những người sống trong gia đình đó trước đó có bệnh lý nhiễm, có bệnh lý cúm, ví dụ là nó ho sổ mũi thông thường gì đó, những người lớn ấy, thì tất cả yếu tố này gom lại nghĩ nhiều một đứa trẻ nào khả năng viêm trụ ăn cấp. Nghe tôi nhắc lại, bây giờ cái đây là gợi ý, gợi ý chẩn đoán chứ không phải chẩn đoán xác định nha. Nếu đứa trẻ nó vào viện với mình, nó viêm 4 tháng, nó có khò khè, nhưng mà đây là lần đầu tiên, tức là khò khè khè nó khó thở đó nha, lần đầu tiên. Có gì trễ là hỏi anh chị, cha mẹ hay người trong nhà nó, một hay tuần trước nó bị cũng ho sổ mũi gì đó ha. Ở trẻ hiện tại dưới 4 tháng, bây giờ nó thở co lỏng khò khè nhiều nè, nha, mà trước có mấy ngày nó có sốt nhẹ sổ mũi ho gì đó, thì nghĩ là đứa trẻ này khả năng bị viêm trụ ăn cấp đó. Đây là gợi ý thôi nha, chứ không phải là chẩn đoán xác định. Rồi, cho nên việc đầu tiên nãy nói là nó hen khí quản nhũng di đó, thì nó rất là tương tự như thế này, viêm khí quản co thắt này kia nọ, thì đây tùy thích là cụ thể mà chúng ta đưa ra cái chẩn đoán nhân biệt thôi. Rồi bây giờ chỉ đến nhập viện thì có điều nè, đứa trẻ viêm trụ ăn cấp không phải đứa trẻ nào nhập viện hết, mà nhập viện hết thì trong bệnh viện là chứa cho nổi dịch mà, thì người ta mới đưa ra những cái quy ước để những đứa trẻ có trong điều kiện này thì được ưu tiên nhập viện, là trẻ dưới 3 tháng tuổi, tiền sử sinh non, thì hỏi là có liên quan có, tại đứa trẻ mấy cái nhóm bệnh viêm trụ ăn cấp là dưới 24 tháng do tiền sử sinh non này, cái phổi còn non nó ảnh hưởng tới cái đứa tuổi này, ha, có lẫn ngực nặng, bú kém gì đó, thì bốn tiêu chuẩn như này đó là đương nhiên nó phải là bệnh nặng rồi, có lẫn ngực nặng thở nhanh nhiều lỡ nặng rồi đó, bú kém bỏ bú hay là có hiệu nguy hiểm toàn thân nè, sốt tiếng tái gì nọ đó, thì cái này phải đương nhiên cho nó nhập viện rồi, tại nó nặng là không có gì nói trên đời. Nhưng mà hai tiêu chuẩn này, trẻ dưới 3 tháng tức là đứa trẻ tới với mình mà nó chưa có gì nặng hết trơn thoại, nó mới ho sổ mũi khò khè nhẹ thôi, thấy không nè, nhưng mà nó dưới 3 tháng tuổi là phải cho nhập viện nghe. Rồi đứa trẻ mà nó tiền sử sinh non, hỏi là nó dù nó chưa nặng gì hết trơn thoại, nhưng mà hồi lúc sinh nó sinh non khoảng chừng 32 hay 34 tuần gì đó, thậm chí 30 tuần nữa, thấy không nè, như vậy cho nhập viện đi. Vì hai đối tượng này đó em biết rồi, nếu như mà cái phổi tổn thương đó, nó tiến triển nặng rất là nhanh,
không nè, tiến triển rất là nhanh. Chính vì vậy mà người ta khuyến cáo là nếu những đứa trẻ mà nó có khò khè, mà chưa khó thở, nghi là trong đợt của cái dịch của viêm tiểu quản, thì những đứa trẻ này nên cho nhập viện để theo dõi cho nó. Chứ nếu để cho về nhà vài tiếng ngồi sau nó tiến nặng siêu hấp, chúng ta sẽ tiến không kịp. Thì đây là hai lý do tại sao mà trẻ dưới 3 tháng tuổi và tiền sử sinh non cứ ưu tiên cho nhập viện, mặc dù trẻ không nặng. Còn những dưới hơn nhà nặng đương nhiên phải nhập viện rồi, hiểu không? Rồi nguyên tắc điều trị, ta biết là do virus, ta nó không gì đặc hiệu, chúng ta chỉ điều trị triệu chứng nên thôi. Ha, dù như giờ nó thiếu nước, bị giải cung cấp cho nó, thiếu dinh dưỡng cung cấp nó, cái trẻ suy hấp cung cấp oxy đầy đủ cho nó. Thì hỏi bây giờ cái trẻ dinh dưỡng cấp mà sao thiếu nước, nó thở, thở nhanh quá nó mất nước, nó ho nhiều quá mất nước, nó ói mất nước, nó giả mồ hôi mất nước, mà nó mệt vậy nó đâu ăn uống gì được. Tức là tăng cái thải nước mà nhập lại là nhập không được, do đó nó dễ mất nước điện giải lắm. Mà khi nó mất nước điện giải thì em biết rồi, cái nước nó bị khô lại, nó mất nước thì em biết là cái mô nó khô, cái lưỡi nó khô, không có nước bọt, thì cái dịch trong đường dẫn khí của nó cũng bị khô lại. Và khi nó khô lại vậy đó, nó khô lại vậy đó, nó sẽ làm những nút nhầy, nó bít tắc, nó làm cho khó thở trầm trọng hơn, thấy không nào? Do đó phải chú ý buồn nước điện giải cho nó bằng đường uống ha, dinh dưỡng cho nó thích hợp, nó khó thở quá này kia nọ thì có thể là cho nó uống sữa, hoặc là đứa nhỏ hơn đặt xong bông sữa nó ha, để cung cấp oxy cho nó. Rồi đó toàn bộ những cái phần mà của cái bệnh lý viêm tụy cấp ha. À. Rồi xong rồi mấy bạn.